Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Chúng ta đi vào cái trường hợp mà hai quốc gia bị cái đại dịch coronavirus nặng nhất trong lúc này. Ngoại trừ Trung Quốc, thì hai quốc gia đó là Nam Hàn và Ý. Nam Hàn và Ý là hai quốc gia chúng ta phải nói rằng là thứ nhất, Ý là quốc gia nằm trong khối G7, một quốc gia kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới. Còn Nam Hàn là một quốc gia gọi là con hổ của châu Á. Thì trong cái đại dịch này, những gì họ đối phó với bệnh dịch thì nó cũng sẽ là một cái trường hợp mà chúng ta xem xét để học hỏi, rút kinh nghiệm và áp dụng ở những nơi khác và ngay tại Hoa Kỳ. Thì đây cái chủ đề ngày hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi sâu vào. Và xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SPTN. Chúng ta cũng biết là ngoài Trung Quốc ra thì Ý, Nam Hàn, Iran là ba nước mà bị nặng nhất trong cái Covid-19. Mà Iran là một xã hội khép kín và đang bị cấm vận, ít ai biết được thông tin. Nhưng mà các chuyên gia về y tế thế giới thì họ quan sát trong những ngày qua về cái gọi là dân số đó thì Nam Hàn và Ý gần như ngang nhau, Ý khoảng 60 triệu, Nam Hàn khoảng 50 triệu. Nhưng mà như Long nói là Ý thì là giàu có hơn, họ nằm trong cái nhóm G7, một đất nước mà gọi là công nghiệp hóa. Trong khi Nam Hàn là một con hổ của châu Á nhưng mà vẫn chưa nằm trong cái G7. Thế nhưng mà đối phó với cái dịch bệnh này thì hai bên đã làm như thế nào? Ở Ý thì có hàng triệu người bị cô lập. Bây giờ toàn bộ nước Ý là bị cô lập rồi, chúng ta biết là 60 triệu dân bị cô lập. Nhưng mà lại có hơn 1.000 người chết vì Covid-19. Trong khi Nam Hàn cũng bị gần như cùng thời gian, chỉ trước có vài ngày thôi. Mà chỉ có vài ngàn người được cách ly, nhưng mà chỉ có 67 người chết. Đó là cái điều người ta ngạc nhiên, là tại sao mà cái số người mà nhiễm bệnh ở bên Ý này nhiều hơn bên Nam Hàn. Và bên Nam Hàn thì cái số người lại chết ít như vậy. Quý vị nên nhớ là 67 người so với 1.000 người là con số rất lớn. Như vậy thì hai quốc gia này họ đã làm cái gì và họ đã sử dụng các phương pháp nào? Thì đó là cái mà chúng ta sẽ phân tích ngày hôm nay. Thì trước hết chúng ta phải nhìn một cái điều là gì? Về mặt xã hội, hai quốc gia đều là quốc gia dân chủ. Nó khác với lại Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì họ là một quốc gia độc đảng. Họ làm nhiều chuyện nó dễ dàng hơn. Thứ nhất là quyền lực của đảng, của nhà nước. Thứ hai là người dân Trung Quốc họ đã quen cái cảnh đó rồi, nói gì thì làm cái đấy, nó tương đối là nó dễ hơn. Nhưng mà Ý với ông Nam Hàn thì không phải đơn giản như thế. Và trước đây chúng tôi có đề cập đến quý vị là khi mà Nam Hàn định cô lập một cái vùng ở Daegu thì người dân ta ra đường ta biểu tình. Thế thì cuối cùng đó là Nam Hàn họ phải chịu thua. Tức là ở các xã hội dân chủ nó liên quan đến nhân quyền, dân quyền, tôn giáo, văn hóa đủ thứ, không thể nào bắt hàng triệu người mà ở trong nhà như vậy được. Thế nhưng mà tại sao Nam Hàn họ vẫn làm được cái điều này? Thì theo các bài phân tích của Reuters họ cho biết đó, mặc dù Nam Hàn là xã hội dân chủ như thế, nhưng mà trong tiềm thức của người Nam Hàn cũng giống như các xã hội châu Á khác, họ có cái gì đó tuân lệnh chính phủ, nó xuất phát từ cái nền văn hóa. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.